chấn động, hợp vía thần tài, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, bỗng nổ lộc trúng lớn, oan mình gánh lộc trời cho, thỏa sức mà làm giàu, ẵm chọn 100 tỷ gửi ngân hàng, giàu vượt mặt đại gia, đúng tháng 6 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, cuộc đời con người vốn là chuỗi ngày dài đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Chỉ những ai có phúc dày mệnh lớn mới đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió, leo lái con thuyền số phận đến bến bờ hạnh phúc và thành công. Quý khán giả thân mến, trong tử vi học, mỗi con giáp đều có những thời khắc vàng son, nhưng cũng không thiếu những giai đoạn trắc trở. Tháng 6 âm lịch 2024, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, sẽ chứng kiến một sự biến đổi vận mệnh đáng kinh ngạc. Từ những ngày tháng khó khăn, nợ nần chồng chất, họ sẽ bước vào một thời kỳ thịnh vượng, giàu có như vũ bão. Vận trình của tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch sẽ được chiếu sáng bởi các ngôi sao may mắn, thần tài gõ cửa, mang đến những cơ hội kinh doanh phát đạt, tài lộc tràn trề. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến vận may thành hiện thực, nhưng với sự thông minh nhạy bén và kiên trì, người tuổi Bính Thìn chắc chắn sẽ tận dụng tối đa những cơ hội đến với mình. Tháng 6 âm lịch này, bản mệnh sẽ không chỉ vượt qua khó khăn mà còn vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Và trong phần cuối video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ mang đến cho quý khán giả những lời khuyên và những vật phẩm phong thủy giúp quý bản mệnh tuổi Bính Thìn gia tăng may mắn, đón phúc lành trong tháng 6 âm lịch này. Và không để quý khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là bản mệnh ẩn chứa nhiều vất vả và chông gai. Cuộc đời Bính Thìn ít khi có sự an ổn ở vị trí bình phàm. Trong cuộc sống, cuộc đời của họ một là lên voi, hai là xuống chó. Có những Bính Thìn rực rỡ ở tuổi 45. Có những Bính Thìn phải ngoài 45 tuổi mới là lúc xuất phát, có dự đoán, đầy biến cố, không tuân theo một quy phạm nào về vận mệnh, mà chỉ đi theo mong muốn của bản thân, đấy chính là Bính Thìn. Và dĩ nhiên khi đã thích làm theo ý muốn, thì con đường Bính Thìn đi sẽ không bằng phẳng. Tưởng gần lại hóa xa, tưởng hay lại hóa dở, rồng vốn giỏi bay chứ không giỏi đi bộ, lang thang lạc đường cũng là điều dễ hiểu. Không sai, Bính Thìn vốn được gọi là Thiên Thượng Chi Long, trong cái tên có chữ tình, ẩn chứa cho việc các quyết định trong cuộc sống của Bính Thìn hay vây quanh chữ tình này. Tình tốt thì bay cao, bay xa, tình xấu thì như rồng nằm trong ao nước cạn. Có Bính Thìn vì yêu mà bỏ cơ hội nơi xa xứ, có Bính Thìn vì tình mà bỏ cơ hội trong sự nghiệp của bản thân. Lại cũng có Bính Thìn vì quá mãi mê chìm đắm trong yêu thương lúc đầu đời, mà nhìn lại mãi vẫn thấy chưa ổn định và an nhiên. Cuộc đời của Bính Thìn quy định hai điều, một là họ phải ổn định tình cảm trước thì sự nghiệp sẽ bay xa, hai là họ tự chặt tơ tình, quấn thân trước thăng hoa trong sự nghiệp, thì tự tình cảm sẽ bay theo. Còn nếu họ là người tham lam, muốn cả tình lẫn tiền an ổn cùng một lúc, thì thương tình cũng dở, mà tiền cũng dở theo. Ưu điểm của Bính Thìn là ở mắt nhìn xa, nhược điểm của Bính Thìn cũng là ở mắt nhìn xa, tầm nhìn xa thì mơ to ước lớn, nhưng nhìn xa quá mà quên nhìn gần, quên nhìn lại bản thân, thiếu sự chú ý, tiểu tiết, thì cái sự mơ to ước lớn đấy lại thành gánh nặng, ý tưởng thì lắm, mong muốn thì nhiều, khả năng hiện thực hóa lại không ổn. Buồn thay, 2024 của Bính Thìn không phải một năm tốt, nó là một năm chính xung khí Thìn phải đấu với Thìn, dĩ nhiên rồng vốn quen bay trên trời, lại xà xuống đất để đấu với cúng, thì không phải là địa bàn cho con rồng được vinh danh. Năm 2024 là một năm nhiều khó khăn vất vả và chông gai của Bính Thìn. Có Bính Thìn lao đao trong công việc, cũng có Bính Thìn tình cảm bi ai, lại có Bính Thìn tiền bạc hư hao phần nhiều, Bính Thìn tâm tư chán nản. Năm 2024 không phải là một năm tốt, nó được tính là mùa đông trong cuộc đời của Bính Thìn. Nó là một năm của sự nhiều dự định, lắm ước mong gieo trồng nhiều hạt giống, nhưng ngóng mãi chưa thấy mọc lên. Tuy 2024 không phải một năm tốt, nhưng nó lại là một năm cần thiết. Nó là năm tiền đề, là năm nền tảng, là năm Bính Thìn đặt đôi chân đầy thương tích lên bệ phóng. Để chuẩn bị cho một năm 2025 bay cao và bay xa, một năm 2025 rồng đổi màu rực rỡ và thăng hoa, 2025 của Bính Thìn lại nói đông qua thì xuân tới như một quy luật tất yếu của thiên nhiên. 2024 là mùa đông trong bản mệnh của Bính Thìn, mùa của những mất mát, những suy tư, những mong muốn khó thành hiện thực.
thì tương ứng 2025 sẽ là mùa xuân của Bính Thìn, mùa của sự phát triển, của sự đâm chồi nảy lộc, của sự đơm hoa kết trái. Bính Thìn không phải một người nông dân giỏi, trong 2024 là mùa đông, mùa của sự lụi tàn, Bính Thìn lại thích đi làm cái mới, thích khởi nghiệp cái lạ. Vì Bính Thìn nóng tính, phải ngay và luôn, nên họ không chờ được, dù biết thời cơ chưa chín muồi nên đành coi như là một năm đặt nền tảng cho 2025. Bính Thìn xây nhà từ cái nền móng đấy và đi lên, trong 2025 với sự hậu thuẫn của trời đất, vận may sẽ trở lại với Bính Thìn trong tất cả mọi lĩnh vực của công việc. Dù là tiếp tục sự nghiệp cũ hay khởi đầu công việc mới, đây được coi là mùa xuân của Bính Thìn, đây là lúc Bính Thìn cần vực dậy ý chí của bản thân, cần kiên cường trở lại, cần dám nghĩ dám làm để tận dụng thời cơ mà gieo trồng, phát triển sự nghiệp, bỏ lỡ thời cơ này. 9 năm sau Bính Thìn mới có lại được cơ hội như thế, một đời người được mấy lần 9 năm, nên đừng uổng phí kẻo lại nuối tiếc không nguôi. Với Bính Thìn đang trong môi trường nhà nước, cơ hội thăng tiến đã ở trước mắt, cần mạnh dạn phát triển, nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không được kén cá chọn canh. Hễ có vị trí trống thì vào, hễ có nơi nào được thì ngồi, vì ở đâu cũng vậy, sau khi thăng tiến cũng cần một quãng thời gian để phát triển. Để chuyên sâu về chuyên môn, thăng hoa về quan hệ, nếu cứ kén cá chọn canh không bước đầu tiên, thì sẽ mãi chẳng bao giờ bước đến bước cuối cùng. Với Bính Thìn đang trong môi trường kinh doanh, rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt, đây là lúc nên hiện thực hóa các cơ hội của bản thân mình. Về cơ bản, Bính Thìn không có duyên số bán hàng giả hàng nhái. Họ có duyên kinh doanh những vật phẩm thời thượng, hoặc những yếu phẩm cao cấp, hoặc vật liệu xây dựng chất lượng tốt. Lẽ dĩ nhiên những mặt hàng này cần vốn lớn, lẽ dĩ nhiên những mặt hàng này cần quan hệ rộng. Tuy nhiên cần nhớ, mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân, nhớ để tránh vì dự định của Bính Thìn rất hay dựa trên nền tảng là sự hứa hẹn của người khác. Giả sử người khác tuân thủ lời hứa thì Bính Thìn được nhờ, còn giả sử người khác coi thường lời hứa thì Bính Thìn lao đao nhớ để học cách đừng quá tin tưởng, học cách hiểu và chừa đường lùi cho bản thân. Để dù đối tượng mình nhờ có chờ cháo vẫn còn có đường khác, để đạt được ước mong, cần lưu ý có một số mặt hàng trong suy nghĩ của Bính Thìn là rất tốt, rất cần ý tưởng rất hay. Nhưng thời thế chưa tới thì người tiêu dùng chưa chắc đã cảm nhận. Vậy giống mùa hè mà bán cháo, mùa đông mà bán kem, nóng thì bắt ăn nóng, lạnh thì bắt ăn lạnh, khó mà tìm được nguồn khách hàng trung thân. Với Bính Thìn đang làm tự do doanh nghiệp, bạn đã ủ mưu bao nhiêu lâu, bạn đã ấp ủ bao nhiêu dự định, nhưng tại sao bạn vẫn không làm, là vì bạn hèn hay vì bạn kém, là vì bạn không có mắt nhìn hay vì bạn không có tài năng, tất cả đều không phải là vì trời đất không cho bạn một ngọn gió để có thể bay cao. Năm 2025, ngọn gió đông đấy sẽ đến nâng con rồng Bính Thìn bay cao ngút ngàn, vậy nên hãy dám nghĩ hay dám làm. Hãy bước ra khỏi ao tù nước đọng, sống sao cho khỏi uổng phí với năng lực mình đang nắm giữ. Trong vấn đề tài chính và tiền bạc, 2025 là năm của sự sinh sôi, phát tài phát lộc. Bính Thìn sẽ có lộc rơi lộc dụng, lộc tụ lộc động, có cả lộc từ bản thân gây dựng, lại có cả lộc từ trên trời rơi xuống. Vậy nên tích lũy được nhiều hay ít là do khả năng quản lý của bản thân, hư hao ít hay nhiều là do cách xử lý tình huống. Bính Thìn không nên cho vay mượn, không nên bảo lãnh tình cảm, cũng không nên cả nể cho nhận hàng trước hay là làm việc trước mà tính công sau. Thấm được câu, tiền giao cháo múc, thì Bính Thìn sẽ tránh được thiệt hại linh tinh. Thấu được câu, mình thoáng không có nghĩa là thiên hạ thoáng, Bính Thìn sẽ tránh gặp phải trường hợp bị người keo kiệt lợi dụng thôi. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, tháng 6 âm lịch sẽ là thời điểm vàng son cho tuổi Bính Thìn. Những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng mang đến sự thay đổi tích cực và đột phá trong mọi lĩnh vực, các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội tụ tạo nên một giai đoạn cực kỳ thuận lợi cho sự phát triển toàn diện. Công việc và sự nghiệp sẽ có những bước tiến rõ rệt khi các dự án quan trọng được triển khai thuận lợi và đạt kết quả tốt đẹp, tài lộc dồi dào, các nguồn thu nhập ổn định và tăng lên đáng kể. Chuyện tình cảm gia đình cũng trở nên êm ấm, hạnh phúc hơn bao giờ hết, sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân để duy trì thể lực tốt nhất. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch 2024.
Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn nhận thấy, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sẽ có những bước tiến vượt bậc, các cơ hội mới trong công việc sẽ xuất hiện, mang lại những dự án lớn và quan trọng cho con giáp này. Đây là thời điểm để con giáp này chứng tỏ năng lực và tận dụng mọi cơ hội để thăng tiến. Sự nhạy bén và quyết đoán sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó, tháng 6 âm lịch này cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến với người tuổi Bính Thìn, có thể là đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc nhận các nhiệm vụ quan trọng. Sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ trước đây của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội này và không ngần ngại thể hiện khả năng của mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ được cải thiện, giúp môi trường làm việc trở nên thoải mái và hợp tác hơn. Đây là thời điểm tốt để xây dựng và củng cố các mối quan hệ trong công việc, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài. Những dự án mới, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng sẽ mang lại cơ hội để bạn phát triển kỹ năng và chứng tỏ năng lực. Hãy đầu tư thời gian và công sức vào các dự án này, bởi chúng sẽ mang lại những kết quả xứng đáng ngoài mong đợi của bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch. Tài lộc của tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch sẽ cực kỳ dồi dào. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời và các cơ hội kinh doanh mới sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng kinh doanh, ký kết hợp đồng và thực hiện các dự án mới. Tiền bạc sẽ rủng rỉnh, giúp Bính Thìn có thể thoải mái chi tiêu và đầu tư cho tương lai. Bên cạnh đó, các nguồn thu nhập cũng sẽ ổn định và có xu hướng tăng lên đáng kể. Các khoản tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ lương thưởng, đầu tư đến các khoản lợi nhuận từ kinh doanh. Tháng này cũng là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào các dự án mới. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và chọn lựa những dự án tiềm năng để đầu tư, bởi khả năng sinh lời sẽ rất cao, đừng bỏ lỡ cơ hội để gia tăng tài sản của mình. Bên cạnh đó, thầy tử vi cũng nhắc nhở Bính Thìn cần lưu ý với nguồn tài lộc dồi dào, việc quản lý tài chính cũng cần được chú trọng. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, đầu tư vào những lĩnh vực an toàn, tiềm năng và đừng quên dành một phần để tiết kiệm cho tương lai tiếp. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng này, tình cảm gia đình của tuổi Bính Thìn sẽ êm ấm và hạnh phúc. Sự thành công trong công việc và tài chính sẽ mang lại sự ổn định và vui vẻ trong gia đình. Đây là thời điểm để chúng ta quan tâm và chăm sóc những người thân yêu, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và gắn kết tình cảm gia đình. Sự ổn định về tài chính và công việc giúp bạn có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến gia đình. Hãy dành thời gian bên những người thân yêu, cùng nhau chia sẻ niềm vui và vượt qua mọi khó khăn. Các mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên hài hòa và gắn kết hơn. Sự hiểu biết và chia sẻ sẽ giúp mọi người trong gia đình cảm thấy gần gũi và yêu thương nhau hơn. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động gia đình như đi du lịch, dã ngoại hay các buổi sum họp. Những hoạt động này không chỉ giúp gắn kết mọi người mà còn mang lại những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch nhìn chung là tốt. Tuy nhiên, với công việc bận rộn và áp lực, cuộc sống chúng ta cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Hãy dành thời gian để thư giãn, tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh để duy trì thể trạng tốt. Hãy chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đừng để công việc và áp lực cuộc sống ảnh hưởng đến thể lực. Dành thời gian cho các hoạt động thể dục, thể thao để duy trì sức khỏe, ăn uống lành mạnh, đủ chất dinh dưỡng để cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Tránh những thực phẩm có hại và duy trì một chế độ ăn uống khoa học và hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi sau một ngày làm việc căng thẳng. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp bạn có năng lượng và tinh thần thoải mái hơn. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, thầy tử vi nhắc nhở tuổi Bính Thìn cần lưu ý đầu tư kinh doanh trong tháng 6 âm lịch này. Vẫn phải thận trọng đưa ra sách lược, kế hoạch rõ ràng để tránh gặp phải thất bại hoặc mất tiền. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu đỏ đô. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch nhận thấy, tuần này tuổi Bính Thìn sẽ bắt đầu tháng mới với một tinh thần lạc quan và năng động. Cơ hội mới sẽ đến với bạn,
Việc sử dụng khả năng sáng tạo và quyết đoán sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Hãy tận dụng mọi cơ hội để thể hiện bản thân. Tài chính trong tuần này có dấu hiệu tích cực, các khoản thu nhập từ công việc hoặc kinh doanh đều ổn định và đều đặn. Hãy cẩn thận trong việc quản lý và sử dụng tiền bạc để tránh lãng phí và rủi ro không cần thiết. Mối quan hệ gia đình sẽ trở nên ấm áp hơn trong tuần này. Hãy dành thời gian cho gia đình và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bằng cách tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hoặc đơn giản là những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá ổn định. Hãy duy trì một lịch trình sinh hoạt lành mạnh bằng cách ăn uống cân đối, tập thể dục đều đặn và đảm bảo đủ giấc ngủ. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 14 âm lịch nhận thấy, tuần này công việc có thể đem lại một số thách thức và áp lực. Hãy sử dụng sự kiên nhẫn và quyết đoán của mình để giải quyết mọi tình huống một cách tỉnh táo và hiệu quả. Đừng ngừng ngại nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên nếu cần thiết. Tài chính có thể gặp một số khó khăn nhỏ trong tuần này. Tuổi Bính Thìn hãy kiểm soát chi tiêu của mình và hạn chế mọi rủi ro không cần thiết. Đừng vội vàng đầu tư vào các dự án mới mà không đánh giá kỹ lưỡng. Có thể có một số căng thẳng trong mối quan hệ gia đình. Hãy thể hiện sự thông cảm và sẵn lòng lắng nghe người thân để giải quyết mọi mâu thuẫn. Tạo ra một không gian thoải mái và tràn đầy yêu thương để gia đình bạn có thể thể hiện cảm xúc của mình. Sức khỏe của bản mệnh có thể gặp một số vấn đề nhỏ trong tuần như căng thẳng hay mệt mỏi. Hãy dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi đúng cách để đảm bảo tinh thần và cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 âm lịch, tuần này công việc sẽ trở nên bận rộn hơn với nhiều thách thức và cơ hội mới. Hãy sử dụng sự linh hoạt và sáng tạo của mình để đối mặt với mọi tình huống. Đừng ngần ngại đề xuất các ý tưởng mới và tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Vận trình tài chính trong tuần này có dấu hiệu tích cực, các khoản thu nhập đều đặn và ổn định, giúp bạn cảm thấy an tâm về tương lai. Hãy tiếp tục quản lý tài chính một cách khôn ngoan và đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Mối quan hệ gia đình sẽ trở nên ấm áp hơn trong tuần này. Hãy dành thời gian cho gia đình và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bằng cách tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hoặc đơn giản là những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lịch trình sinh hoạt lành mạnh và đảm bảo bạn dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và thư giãn. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch, tuần cuối cùng này sẽ là thời điểm để nghỉ ngơi và đánh giá lại những gì bạn đã đạt được trong tháng. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng thành công của mình. Đừng quên tưởng nhớ những bài học quý giá mà bạn đã học được từ mọi trải nghiệm. Tài chính trong tuần này tiếp tục ổn định và dồi dào. Đây là thời điểm để bạn đánh giá lại kế hoạch tài chính của mình và đặt ra những mục tiêu mới cho tương lai. Hãy quản lý tài chính một cách thông minh và đầu tư vào các cơ hội có tiềm năng. Phương diện tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, mối quan hệ gia đình sẽ tiếp tục ổn định và hạnh phúc. Hãy dành thời gian cho gia đình và tạo ra những kỷ niệm đẹp bên nhau. Sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp gia đình bạn trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này cũng khá ổn định. Hãy tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh và đảm bảo bạn dành thời gian cho bản thân để thư giãn và phục hồi. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Cóc thiềm thừ, cóc vàng ngậm tiền. Có lẽ con người ta không còn xa lạ gì với con cóc thiềm thừ trong phong thủy, đặc biệt, cóc thiềm thừ là một trong những con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn vô cùng hữu ích. Hình tượng ngồi trên đống tiền vàng của con cóc với mong muốn cầu mong những điều tốt đẹp và may mắn, tài lộc cho gia chủ. Con cóc thiềm thừ ba chân này luôn hướng vào trong, thể hiện sự phú quý, đem lại nhiều tài lộc cho những người làm kinh doanh và buôn bán. Tỳ hưu, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Với sứ mệnh đem lại sự may mắn, niềm vui và tài lộc cho những người thiếu vận may. Đây cũng chính là lý do tại sao bên cạnh những con vật trên bàn thờ thần tài, người ta lại đặt thờ con vật tỳ hưu này.
Đối với người tuổi Bính Thìn, Tỵ Hưu được xem là con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn, thay đổi vận mệnh cho gia chủ tuổi Bính Thìn. Tỵ Hưu thay đổi hướng nhà gia chủ, bảo vệ, đuổi tà ma và trấn an nhà, giúp gia chủ tuổi Bính Thìn sức khỏe, bảo vệ ngôi nhà của họ trước những khí giới không tốt. Long quy linh vật hóa sát chiêu phú quý. Long quy là rồng sinh 9 con, với ý nghĩa đem lại tài lộc và tiêu trừ sát khí bên ngoài, long quy sẽ giúp người tuổi Bính Thìn giải trừ khẩu nghiệp tai ương và đem lại bình an. Đặc biệt nhất ở con linh vật này là trường thọ, nhà nào có con vật này thì các thành viên trong gia đình sẽ dồi dào sức khỏe, sống lâu, ít đau ốm và bệnh tật. Tượng voi, vật phẩm phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Voi là con cọp linh vật đem lại may mắn và thành công cho người tuổi Bính Thìn. Sức mạnh là một trong những điểm nổi bật của vật này, chúng được thờ cúng và tôn vinh vì sự thông minh, may mắn và trí tuệ, luôn đem lại mọi sự thuận lợi, là đặc ân của con linh vật này. Trong phong thủy của người tuổi Bính Thìn, tượng chuột phong thủy, hình tượng con chuột nằm trên đống tiền tài là một điều được ngợi ca và mong cầu của người tuổi Bính Thìn. Người tuổi Bính Thìn sẽ để con chuột phong thủy này trong huyệt tài lộc ở trong nhà, bởi theo quan niệm của họ rằng con vật này sẽ là làm gia tăng tài lộc, vận khí tốt cho họ trong kinh doanh và buôn bán. Khỉ linh phong thủy, may mắn cho tuổi Bính Thìn. Nhắc đến con khỉ, con người ta sẽ nghĩ ngay đến sự nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh. Biểu tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu của những người tuổi Bính Thìn, tức là sẽ đem lại tước tiền tài vô cùng lớn cho những người có vận mệnh này. Tượng cá chép, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Cá chép hóa rồng là một câu nói quen thuộc mà ta hay thường nghe, vì thế mà cá chép được xem là biểu tượng của tính kiên nhẫn, chịu đựng và hướng đến thành công của những người tuổi Bính Thìn. Tượng rồng, vật hợp phong thủy của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Con linh vật phong thủy của tuổi Bính Thìn là con rồng, bởi chính nó là con vật biểu hiện của sự tươi mới và vinh quang. Rồng luôn hướng về hướng đông, hướng mặt trời mọc, tức là mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Do đó con vật này luôn được các doanh nghiệp vô cùng sùng bái, tin tưởng và lấy làm hình ảnh thương hiệu của mình. Rùa phong thủy, biểu tượng của trường thọ. Hình tượng con rùa là biểu tượng của sự vận may và trường thọ đem lại cho gia chủ, bởi hình tượng trên lưng mai rùa mang những bí mật của trời đất. Con rùa ngồi trên đống tiền vàng thể hiện cho tiền tài, vật chất dồi dào, làm ăn phát đạt. Tượng sư tử trừ tà khí. Nếu bạn gặp trở ngại về tiền tài, thì tượng sư tử là linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn mà bạn nên lựa chọn, bởi tượng sư tử với ý nghĩa xua đuổi ma khí, bà trừ mọi trở ngại về tài lộc cho gia chủ. Người tuổi Bính Thìn nên đặt sư tử trước cổng để đem lại nhiều tài lộc, vận may và tránh được những trở ngại gây ra trong công việc. Quý khán giả thân mến, dù là người rộng lượng đến đâu, dù có cố gắng đến thế nào, thì vẫn có một số người và việc khiến ta buộc phải nổi nóng. Điều quan trọng nhất khi ấy là ta phải học được cách kiềm chế bản thân, đừng chỉ nghĩ đến việc người kia đáng ghét ra sao. Đừng cố bới móc sai lầm của họ để ta được hả dạ, hãy tự hỏi tại sao ta lại sinh ra cảm xúc tiêu cực đến vậy về họ. Bạn có biết rằng trong rất nhiều trường hợp, những khuyết điểm mà ta không thích, không muốn đối mặt nhất của bản thân lại trùng hợp xuất hiện trên người mà chúng ta ghét. Hay nói cách khác, ta ghét họ vì họ đang mang những khuyết điểm của chính chúng ta, chỉ có điều ta không chịu thừa nhận mà thôi. Lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên, giúp bạn mạnh mẽ trước mọi sóng gió, đừng luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh, cũng đừng nghi ngờ bản thân. Chỉ cần mang tâm thái bình thản, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong thế giới này, đối mặt với cuộc sống không ngừng đổi thay. Điều chúng ta có thể làm chính là cảm thông, chấp nhận sống chung, yên lặng và nỗ lực tối đa, làm tốt mọi việc của mình. Sống với thái độ tích cực, cảm hóa cuộc đời, chúng ta không thể cứ luôn nhớ mãi về quá khứ, lại đồng thời dõi mắt nhìn về tương lai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống rằng là khi ngồi yên nghĩ về lỗi lầm của bản thân, khi nói chuyện đừng nói về lỗi lầm của người khác. Muốn thế giới tốt đẹp và lý tưởng như ta mong muốn, trước hết phải bắt đầu từ thái độ sống của chính ta. Quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.